Hello, mình chào bác cô chú cùng quý vị trên diễn đàn của Quốc Dũng ạ. Tối nay, sáng nay thì Quốc Dũng cũng đã lên gặp bác cô chú cùng tất cả quý vị. Tối nay, chào Phạm Thành Tiến ạ. Tối nay thì Quốc Dũng lên với một cái vấn đề mới. Thì mong quý vị và các bạn có thể chia sẻ dùm cái clip cho Quốc Dũng ạ. Xin một lần nữa xin gửi lời chào đến tất cả bác cô chú cùng anh chị em trên diễn đàn. Của Quốc Dũng có lẽ nó hơi ồn à, ngồi ngoài đường mà. Vâng. Quý vị nào có vào trước xin chia sẻ giùm rộng rãi cho nhiều người cùng tham dự cái chủ đề tối ngày hôm nay. Chào Phương Phạm. Chào tất cả mọi người. Tối hôm nay mình lên là tại vì hồi nãy thì mình có lên mạng, mình có lên trên máy tính bàn đó quý vị. Chào chị Phương Phạm. Mình có lên trên máy tính bàn đó. Mình xem qua thì mình thấy có một vài cái nick chào Thí Phạm. Ồn lắm hả Trần Hậu Nam? Ồn lắm ạ. Chào Hiền Nguyễn ạ. Chào Thí Phạm. Chào Mỹ Dung ạ. Không có sao hết bạn Hậu Nam ơi. Quen rồi. Thôi bây giờ thôi, bây giờ thì xin đi vào vấn đề. Thì cái vấn đề á, mà vâng, chào chị Phạm Mỹ Dung, chào Sô-cô-la. Cái vấn đề ở đây á, là mình muốn nói á, của Dũng xin muốn nói á, là cái vấn đề á, là những cái, vâng, chào bạn Huyền Nguyễn, lâu quá không gặp bạn á. Cái vấn đề ở đây á, là mình muốn nói cái vấn đề á, là cái đám mà chống cộng cực đoan ở hải ngoại, ở nước ngoài, đúng không ạ? Mình đã nói rồi, làm gì thì làm, thắc mắc cái gì á thì lên những cái diễn đàn của anh em mình để hỏi đàng hoàng thì người ta sẽ trả lời. Nhưng mà tao nói với tụi mày biết luôn, tụi mày lấy cái hình của ủng hộ chủ tịch ra tụi mày chế là tao không đồng ý rồi đó nha. Tao thấy là lúc này là hình như buông lỏng tụi mày rồi. Khởi điểm là từ cái thằng BD. Ở đây xin lỗi quý vị khán giả cũng như là cộng đồng trên mạng nha. Mình chỉ nói một thành phần duy nhất là thằng BD Lý Sa Phạm mà thôi, chứ mình không đụng chạm đến thế giới thứ ba. Mong quý vị và các anh em nào mà có gì thì thông cảm nha. Mình không có phải là nói tập trung, mình không có nói là bơ đũa cả nắm á. Mình chỉ nói một cá nhân một thôi, là cái thằng con chó Ly Sa Phạm, là cái con đó là cái con khởi điểm đầu tiên. Nó đem cái hình của ông Hồ Chủ tịch ra, nó chế cái này, nó chế cái kia. Rồi bây giờ nói tiếp theo, một số những cái phần tử chống cộng cực đoan ở bên đó, nó lại tiếp tục nó đem cái hình của ông Hồ Chủ tịch ra nó chế tiếp.
mà nó chế một cách là rất là bận thiệu, mất dạy. Tôi nói thẳng với lại, tao nói thẳng với tụi mày biết, tụi mày có bản lãnh á thì tụi mày lên đối đầu với người sống, đúng không? Mới gọi là hay. Tụi mày dám làm, dám chịu, dám nói, dám chịu, dám chơi thì dám chịu. Chứ tụi mày đừng có đè cái người đã chết ra để mà tụi mày làm những cái chế, những cái hình ảnh mà rất là thô tục, dơ giấy, bận thiệu. Tụi mày làm như vậy á, chẳng khác nào tụi mày đem cái hình ông nội tổ tụi mày ra, tụi mày chế mà thôi. Bây giờ ở đây tao nói thẳng luôn, cá nhân của tao cũng thật sự mà nói cũng chẳng có họ hàng gì với ông Hồ Chủ tịch cả, đúng không ạ? À? Không có ai mà có họ hàng với ổng cả. Nhưng ổng là dù sao đi nữa, ổng cũng là một vị coi như là đã đưa cái đất nước này cho đến ngày giải phóng hôm nay. Bắc Nam sum họp một nhà. Tao không cần tụi mày tôn trọng. Nếu tụi mày không thích ổng, tụi mày không thích Đảng Cộng sản, ok cũng được, đúng không? Người nào làm người đó chịu. Còn cái người đã chết rồi, tụi mày lôi ra, tụi mày lấy cái hình ảnh ổng ra, tụi mày chế cái này chế cái kia ha, là tao thấy không có được rồi. Cái kiểu đấu tranh, cái kiểu chống cộng tụi mày là cái kiểu rất là dơ giấy, bận thiệu và mạc hạng nhất trên thế gian này. Cho nên tao đề nghị, tao yêu cầu tụi mày lập tức gỡ hết những cái hình đó xuống. Nếu tụi mày có bản lãnh, tụi mày ra ngoài đường, tụi mày photo những cái hình đó ra đi, tụi mày ngon, tụi mày ra ngoài đường, tụi mày cầm đi, giờ tụi mày thấy. Cái đó tụi mày mới gọi là anh hùng. Vâng, cảm ơn Huyền Nguyễn á. Cho nên ta nói tụi mày một lần nữa, tụi mày nếu mà tụi mày khôn hồn, tụi mày gỡ hết mấy cái hình nó xuống. Vì tụi mày đưa những cái hình nó lên, nó rất là phản cảm, là cái thứ nhất. Cái thứ hai nữa, nó nói rõ lên cái bản chất, nó làm cho cái dân tộc này nó thêm hận thù chúng mày thêm thôi. Cho nên tụi mày á, bất cứ một cái nickname nào của tụi mày mà có cái hình đó thì lời nói tụi mày không có giá trị, đúng không ạ? Cho nên tao nói cho tụi mày, kể cả trong nước lẫn ngoài nước luôn, cái đám mà chống cộng cực đoan không thích ông Hồ thì không cần nhắc tới ổng, không cần đem hình ổng ra để mà nhạo báng. Tao nói thật đấy. Còn nếu mà tao mà bắt được đứa nào mà có bản lãnh mà ra ngoài xã hội đi, là ngon đi, mà cầm cái hình đó đi, tao đổi với tụi mày luôn đó. Giờ tới đâu rồi tới à? Tao cắt cổ tụi mày luôn á, chứ không có chơi đâu. Tao nói thiệt, tụi mày đưa những cái hình đó lên, tụi mày chỉ gây thêm những cái sự hận thù của hai phía thôi. Tụi mày có quyền lên tiếng, tụi mày phản ánh những cái sai, những cái trái trong nước, đúng không ạ? Nhưng tụi mày không có quyền lôi cái người đã chết, mà người đó lại là một lãnh tụ của một quốc gia, mà tụi mày chế giễu như vậy. Đúng không? Ta nói những thằng nào, con nào, kể cả trong nước lẫn ngoài nước, nếu mà bước chân theo cái con đường chống cộng cực đoan thì lập tức gỡ những cái hình đó xuống. Thì quả may tụi mày còn có một chút gì để cho cái người dân Việt Nam này họ có thể nghĩ đến tụi mày một chút. Ta nói chỉ một chút gì thôi nha.
Còn tụi mày mà tiếp tục để những cái hình đó lên trên chân nhà tụi mày, hay là tụi mày làm avatar, tao nói thiệt, tao sẽ truy lục hết cái hồ chúng mày ra. Tao sẽ có bỏ ra một nửa ngày, tao tìm tất cả những cái nickname nào mà có cái hình đó, coi tụi mày ở trong nước hay ngoài nước. Nếu mà trong nước, tao tìm tới tận ổ tụi mày luôn. Rồi tới đâu tính sao? Tao nói thiệt á. Cho nên tụi mày khôn hồn, tụi mày gỡ xuống. Trước mắt là báo cáo với Mark, chủ của diễn đàn Facebook, những cái nickname nào mà phát hiện ra sử dụng cái hình của ông Hồ Chủ tịch để mà bôi nhọ hay là như thế nào đó, thì mình report, tức là báo cáo với lại Facebook để cho nó khóa cái nick đó lại. Và cái trước tiên là tôi mong muốn là những cái anh em kỹ thuật cũng như an ninh mạng trong nước của chúng ta hãy truy tìm những cái nick nào mà có những cái hình bôi nhọ lãnh đạo, chế giễu những cái hình ảnh của Hồ Chủ tịch, là lập tức chúng ta báo cáo report ngay cái nick đó. Không thể nào mà để tiếp diễn được. Tôi nghĩ rằng bản thân tôi và hàng triệu người dân rất là bức xúc về những cái hình ảnh đó. Cho nên là mong các anh trong cái ban mà an ninh mạng truy tìm những cái nick nào, chào Du Gia Linh, mà có những cái hình ảnh mà gây phản cảm hay là chế giễu về Hồ Chủ tịch của chúng ta, là thì lập tức report và báo cáo ngay để cho Facebook người ta có cái hướng ta xử lý, bắt nó gỡ xuống hết. Đó là cái vấn đề mà tối hôm nay tôi muốn nói.